đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc Phát trên tần số FM 92,1 MHz. Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ Hai, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 đã qua, một năm đầy ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là kinh tế xã hội của thành phố Châu Đốc tiếp tục phát triển ổn định. Với mục tiêu tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng tốc triển khai các nhiệm vụ đột phá trọng tâm trong năm 2023, Quỹ ban nhân dân thành phố đã quyết liệt thực hiện các giải pháp điều hành kinh tế xã hội, các chỉ tiêu đều đạt và dược so với kế hoạch đề ra. Nhiều sự kiện hoạt động văn hóa lễ hội đã diễn ra trong năm, đã tạo được sức hút mạnh mẽ đối với du khách, lĩnh vực du lịch đã phục hồi một cách nhanh chóng, tạo điều kiện thúc đẩy lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất kinh doanh. Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo an toàn, hiệu quả sản xuất. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh thực hiện tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2024 đã tới, thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục quy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội của thành phố toàn diện, ổn định, bền vững, Từng bước phát triển hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, thương mại du lịch, tạo nền tảng vững chắc, đẩy mạnh tiến trình xây dựng thành phố Châu Đốc cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại 1, theo hướng đô thị du lịch thông minh, tăng cường kiểm soát phòng chống dịch bệnh, xác định cải cách hành chính, phát triển du lịch thông minh là khâu đột phá phát triển kinh tế xã hội, kết hợp xúc tiến mời gọi đầu tư tăng cường chuyển đổi số, giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Trong chương trình thời sự hôm nay có phóng sự thành phố Châu Đốc một năm nhìn lại đạt được nhiều thành tựu khởi sắc. Thưa quý vị, năm 2023, kinh tế xã hội của thành phố đạt được kết quả khả quan, đảm bảo đúng lộ trình đề ra, có sự tập trung để tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả trên từng lĩnh vực tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Điển hình như thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu giao, đảm bảo cân đối ngân sách, lượng khách tham quan, tỷ lệ khách lưu trú, chỉ tiêu bình quân khách tham quan lưu trú, tỷ lệ huy động học sinh đi học theo độ tuổi đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tình hình giá cả được bình ổn, hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bán nhộn nhịp sôi động, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững. Năm 2023, kinh tế xã hội của thành phố có nhiều khởi sắc, hoạt động thương mại ổn định, đảm bảo nhu cầu hàng hóa thiết yếu của người dân và doanh nghiệp. Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện năm 2023 đạt 906.407 triệu đồng, đạt 187,43% so với dự toán tỉnh giao, đạt 183,63% so với dự toán thành phố giao, đạt 104,7% so với cùng kỳ. 865.700 triệu đồng. Lượng khách tham quan trên 5,2 triệu lượt, so cùng kỳ tăng 30,36%, đạt 128,29% kế hoạch năm 2023. Tỷ lệ lượt khách lưu trú ước đạt 13,54% so lượt khách tham quan đạt 112,8% kế hoạch. Chỉ tiêu bình quân khách tham quan lưu trú là 854.000 đồng trên một người trên một lượt, đạt 106,75% so với kế hoạch, tăng 18,28% so với năm 2022. Và riêng trên cái vị trí bàn thành phố Châu Đốc chúng ta có thể đánh giá chung là chúng ta gặp thuận lợi nhiều hơn khó khăn, cơ hội mở ra nhiều hơn là thách thức. Hàng loạt các cái sự kiện do chính chúng ta tổ chức thành công rồi sự kiện của trung ương của tỉnh diễn ra trên địa bàn. Các cái dự án của trung ương của tỉnh được triển khai sớm hơn cái, cái kế hoạch chung của trung ương. Ví dụ như cái đường cao tốc đã khởi công tháng 7 năm 2023 cầu châu đốc vượt tiến độ rồi quy hoạch tổng thể của tỉnh An Giang được phê duyệt. Các cái hạ tầng giao thông, các cái tuyến giao thông kết nối của châu đốc đi các cái huyện trong tỉnh An Giang cũng như là liên liên tỉnh đã được đầu tư để kết nối. vừa kết nối giao thông để phát triển kinh tế mà trong đó có cái phát triển du lịch. Công tác đầu tư công của thành phố Châu Đốc được tập trung chỉ đạo quyết liệt, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp quỹ và chính quyền thành phố. Trong năm 2023, các công trình dự án đầu tư xây dựng trên nhiều lĩnh vực phục vụ phát triển du lịch, hạ tầng đô thị, phát triển nông thôn như cổng chào khu du lịch quốc gia núi Sam, dự án bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di tích cấp quốc gia, khu vực bà ngự trên đỉnh núi Sam, hoàn thành đưa vào hoạt động, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Các công trình dự án với quy mô lớn của Trung ương và tỉnh với tính chất kết nối hạ tầng giao thông liên dùng, liên quyện được xúc tiến đầu tư trên địa bàn thành phố như cầu Châu Đốc, cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng đã khẳng định vai trò vị trí của Châu Đốc với tỉnh và khu vực mở ra cơ hội phát triển mới cho thành phố thành phố thường xuyên chỉnh trang các tuyến đường nhân dịp lễ tết và các sự kiện văn hóa tổ chức trên địa bàn xây dựng tuyến đường tuyến phố văn minh đô thị cải tạo công viên chi lăng công viên bạch đằng tăng cường công tác kiểm tra xử lý chi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông tổ chức nhiều đợt kiểm tra lập lại trật tự đô thị trật tự lòng đường dĩa hè trên địa bàn thành phố Phong trào thể dục thể thao của thành phố Châu Đốc được chú trọng thực hiện, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân và du khách. Thành phố đã tổ chức nhiều sự kiện, tạo các sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, thành phố đã tổ chức thành công Ngày hội sản phẩm đặc trưng nổi tiếng An Giang và các vùng miền năm 2023 chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được củng cố và nâng cao. Công tác đầu tư sửa chữa trang bị cơ sở vật chất cho các trường học được thực hiện tốt, đầu tư theo hướng chuẩn hóa đảm bảo phục vụ tốt công tác dạy và học. Đến nay tổng số trường đạt chuẩn quốc gia là 34 trên 36 trường, đạt 100% so với kế hoạch các hoạt động khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân an toàn vệ sinh thực phẩm được duy trì thực hiện tốt công tác kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố đặc biệt trong các ngày lễ tết được tăng cường không để xảy ra ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,63% dân số, đạt 100,68% so với chỉ tiêu kế hoạch. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 50,21% kế hoạch. Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của thành phố Châu Đốc đạt 93,47 điểm, được Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng 1 trên 11 huyện thị xã thành phố trong tỉnh. Thành phố còn thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Trong năm 2023, thành phố đã giảm 34 trên 34 hộ nghèo và giảm 192 trên 334 hộ cận nghèo. Tình hình khu vực biên giới được kiểm soát, mối quan hệ hữu nghị với nước bạn Campuchia được duy trì, an ninh chính trị trực tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững. Thành phố còn tập trung đẩy mạnh thực hiện đề án 06 trên CB, trọng tâm triển khai đồng bộ các biện pháp làm sạch dữ liệu thông tin dân cư, đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ hiệu quả công tác nghiệp vụ và các yêu cầu quản lý kinh tế xã hội của ngành, các cấp trên địa bàn thành phố và cấp căn cứ công dân cho công dân đủ điều kiện Tại hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2024, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc Lâm Quang Thi nhấn mạnh Năm 2024 là năm bản lề để thành phố Châu Đốc tiếp tục quy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội địa phương một cách toàn diện, ổn định, bền vững năm 2024 là bản lề nó khẳng định như thế cho nên là cái ưu tiên hàng đầu là ba cái khâu đột phá nó quyết định cho cái chuyện là coi như là đầu tư kết cấu hạ tầng để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương đường xá rồi đó là du lịch đào tạo nguồn nhân lực bây giờ đào tạo trong là hệ thống chính trị bây giờ đào tạo tới ở ngoài là ai đối tượng nào ngoài cái đào tạo nghề cải cách hành chính thì liên quan đến vấn đề cái tài chính công liên quan đến là hoạt động của các cái đơn vị sự nghiệp để giảm ngân sách và trong cái kết cấu hạ tầng thì là cái lộ trình của các cái dự án kể cả của là khu vực công và của ban quản trị phải cho nó nó có cái lộ trình cụ thể cái thứ năm là đi vào cái, cái quyết tâm cho cái an toàn vệ sinh thực phẩm và cái thứ sáu là về mặt quản lý nhà nước, cái thứ bảy là cái đảm bảo cho cái cái an sinh xã hội, hệ mà giảm nghèo và giảm cận nghèo, thì phải bền vững, chuẩn bị cái hoạch tết chúng ta chăm lo tốt cho các cái đối tượng, cho nó tốt để thực hiện thắng lợi kế hoạch, chỉ tiêu của năm 2024, để năm bản lề chúng ta đón năm kết thúc của nhiệm kỳ, chuẩn bị cho cái đại hội của nhiệm kỳ tới châu đốc chúng ta sẽ có nhiều cái bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa đến năm 2030 để đưa châu đốc sẽ trở thành cái công nhận là đô thị loại một với tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, hy vọng rằng năm 2024, các cơ quan đơn vị địa phương trong thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục đoàn kết phát huy và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội của thành phố toàn diện, ổn định, bền vững, tiếp tục phát triển hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, thương mại, du lịch, tạo nền tảng vững chắc để mạnh tiến trình xây dựng thành phố Châu Đốc trở thành đô thị du lịch thông minh, hiện đại, nâng cao chất lượng đô thị loại 2. Tiếp tục chương trình thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Chiều ngày 29 tháng 12, đồng chí Quỳnh Ngọc Trư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường núi Sam, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, trao các quyết định về công tác cán bộ cho trao các quyết định về công tác cán bộ đối với 11 cán bộ đang thuộc Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường quản lý. Tại hội nghị ban tổ chức Đảng ủy phường thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy, của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban nhân dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, ban chấp hành hội đồng dân phường của ban chỉ huy quân sự thành phố về việc công nhận kết quả bầu cử trưởng khóm nhiệm kỳ 2022-2027, chỉ định chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc, bổ nhiệm cán bộ khóm đội trưởng, kim tiểu đội trưởng dân quân tại chỗ trên địa bàn phường. Phát biểu tại buổi trao quyết định, đồng chí Quỳnh Ngọc Trư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chúc mừng 11 đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Qua đó mong muốn các cán bộ vừa nhận nhiệm vụ mới nỗ lực cố gắng phát huy các kiến thức kinh nghiệm có được, không ngừng nỗ lực nắm bắt, học hỏi nhiều ở lĩnh vực mới, xây dựng khối đoàn kết tại đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 29 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Châu Phú A tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023. Đến dự có bà Quỳnh Thị Thu Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, ông Trần Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy phường Châu Phú A. Năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Châu Phú A tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, các nội dung chỉ tiêu phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, cuộc vận động gia đình năm không ba sạch, góp phần dung đắp giá trị gia đình Việt Nam, các đề án khâu đột phá, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, các hoạt động chương trình Tết quân dân, triệu phần quà sang sẻ yêu thương, mẹ đỡ đầu, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho hội viên phụ nữ và học sinh nghèo khó khăn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, hỗ trợ vốn giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, thực hiện tốt công tác giám sát phản biện xã hội, xây dựng các mô hình phát triển hội viên, thu hội phí đạt và dược chỉ tiêu giao. Hội cũng đã triển khai chương trình công tác hội và phong trào phụ nữ phường châu phố A năm 2024. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Châu Phú A đã trao giấy khen cho 6 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023. Chiều ngày 29 tháng 12, đồng chí Quỳnh Ánh Linh, Phó Bí thư Đảng ủy Phường Núi Sam, chủ trì hội nghị hướng dẫn tiêu chí đánh giá, chấm điểm sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, chấm điểm chi bộ bốn tốt trên địa bàn phường. Tại hội nghị, Đảng ủy Phường thông qua hướng dẫn số 03 của Thành ủy Châu Đốc về tiêu chí đánh giá, chấm điểm sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, chấm điểm chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt trên địa bàn thành phố nhằm giúp cho các chi bộ đảng bộ trực thuộc đảng ủy phường nắm vững những nội dung cơ bản về những quy định chung phạm chi đối tượng, nguyên tắc đánh giá, những nội dung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, nội dung phương pháp chấm điểm chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt thông qua hội nghị hướng dẫn tiêu chí đánh giá chấm điểm sinh hoạt chi bộ định kỳ sinh hoạt chuyên đề chấm điểm chi bộ bốn tốt trên địa bàn phường, góp phần giúp cho các chi bộ, đảng bộ trực thuộc của đảng ủy phường sinh hoạt ngày càng có hiệu quả và chất lượng. Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Hội cựu chiến binh phường Vĩnh Nguyên tổng kết công tác hội năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, tham dự có ông Nguyễn Văn Lập, Chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố Châu Đốc. Trong năm 2023, Hội cựu chiến binh phường Vĩnh Quân đã phát huy vai trò trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Trong đó, hội đã đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên, thường xuyên động viên cán bộ hội viên phát huy tốt bản chất truyền thống bộ đội cụ hồ, tham gia xây dựng bảo vệ đảng chính quyền, đảm bảo an ninh trật tự, ổn định chính trị ở địa phương. Năm 2023, Hội cựu chiến binh phường không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng, với 64 hội viên. Đời sống hội viên được quan tâm. Trong năm qua, hội đã vận động hội viên tham gia các chương trình văn hóa xã hội, thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động ở địa phương hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường địa phương. Hội cựu chiến binh phường được Hội cựu chiến binh thành phố Châu Đốc đánh giá cuối năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào cựu chiến binh gương mẫu. 4 trên 4 chi hội đạt trong sạch dưỡng mạnh, 64 trên 64 hội viên đạt hội viên gương mẫu và gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2023. Ngày 29 tháng 12, trường tiểu học Nguyễn Huệ tổ chức chuyên đề thư viện với chủ đề Biển đảo quê hương nhằm giúp cho các em học sinh của trường tìm hiểu thêm một số kiến thức về biển đảo Việt Nam đây là chuyên đề thư diện cụm 2, có chủ đề biển đảo quê hương tại buổi sinh hoạt chuyên đề các em học sinh được thưởng thức các tiết mục văn nghệ được nghe giới thiệu sách về biển đảo tham gia trò chơi đố vui tìm hiểu về biển đảo trò chơi nhớ nhanh đoán đúng được tham quan triển lãm vẽ tranh theo chủ đề biển đảo triển lãm xếp sách nghệ thuật tại thư diện của trường thông qua chuyên đề nhằm giúp các em học sinh hiểu rõ hơn và tự hào hơn về dùng trời dùng biển thiêng liêng của dân tộc từ đó xây dựng cho các em tình cảm, trách nhiệm của mình đối với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương, lòng biết ơn với cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngày đêm bảo vệ sự bình yên cho đất nước nơi đảo xa, đồng thời khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Ngày 29 tháng 12, đồng chí Quỳnh Ngọc Trư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Núi Sam, chủ trì hội nghị ban chấp hành Đảng bộ phường mở rộng, công khai các bản kê khai thu nhập của các đồng chí thuộc diện kê khai theo quy định. Tại hội nghị, đảng quỹ phường thông qua các bản công khai, bản kê khai tài sản thu nhập của 7 đồng chí trong ban thường vụ đảng quỹ. Các đồng chí là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Quỹ ban Nhân dân phường trước ban chấp hành đảng bộ phường mở rộng. Theo quy định luật phòng chống tham nhũng, Nghị định số 130 của Chính phủ phục vụ cho công tác kiểm soát tài sản thu nhập. Đây là hội nghị nhằm giúp cho đảng quỹ phường tổ chức triển khai thực hiện tốt việc kê khai, công khai tài sản thu nhập của các đồng chí thuộc diện kê khai và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định, góp phần giúp cho các đồng chí có nghi vụ kê khai, hoàn thành đầy đủ chính xác các loại tài sản thu nhập theo mẫu bản kê khai tài sản thu nhập, ban hành kèm theo Nghị định số 130 của Chính phủ. Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Quỹ ban Nhân dân Phường Châu Phú B phối hợp công đoàn cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2024 nhằm để đánh giá kết quả hoạt động của cán bộ công chức, công đoàn viên công đoàn phường năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2024. Năm 2023, công đoàn phường luôn quan tâm thực hiện đúng chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công chức và người lao động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục. Tập thể cơ quan đoàn kết thống nhất, đoàn viên công đoàn nhiệt tình tích cực tham gia các phong trào do công đoàn phát động. Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công chức đã được công đoàn phường quan tâm. Công tác tài chính thực hiện đúng theo quy định, công tác thi đua được bình xét công khai dân chủ. Cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu cho cấp quỹ chính quyền, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế xã hội. Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ công chức người lao động, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị thống nhất 100% nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2024, đồng thời phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa thủ trưởng cơ quan và chủ tịch công đoàn. dịp này ban chấp hành công đoàn cơ sở cơ quan phường châu phú b tặng giấy khen cho ba cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2023. Tính đến ngày 29 tháng 12 năm 2023, 14 trên 14 ban công tác mặt trận của phường Châu Phú B đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị kiện toàn ban công tác mặt trận ở khu dân cư nhiệm kỳ 2021-2024 và đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2026 theo công văn hướng dẫn của ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang. Song song đó, mặt trận phường đã tích cực hướng dẫn hỗ trợ nhằm giúp cho ban công tác mặt trận các khu dân cư thực hiện tốt hội nghị kiện toàn. Các đơn vị tổ chức hội nghị đúng theo hướng dẫn, trong đó đại biểu tham dự đã tích cực thảo luận đánh giá về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2024, cũng như đóng góp ý kiến cho chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2026. Hội nghị đã phát huy dân chủ trí tuệ tập thể, cử lưỡng nghiêm túc, hiệp thương nhân sự, ban công tác mặt trận của các khóm, nhiệm kỳ 2024-2026 và hiệp thương cử đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo về cơ cấu số lượng thành phần. vị các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, với sự quan tâm lãnh chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự tham mưu đúng đắn kịp thời của cơ quan quân sự thành phố Châu Đốc, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, nên công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã có nhiều đổi mới và đạt được kết quả thiết thực. Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Quỹ ban Nhân dân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Châu Đốc, các tổ chức chính trị xã hội, cấp quỹ, chính quyền các phường xã trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã có sự thống nhất cao về quan điểm nhận thức và phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp quỹ chính quyền địa phương ra nghị quyết lãnh đạo ban hành các chỉ thị kế hoạch công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thông qua thực hiện tròn khâu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ các xã thị trấn đều tiến hành đúng quy trình đăng ký quản lý nguồn sơ tuyển khám tuyển bảo đảm dân chủ công bằng công khai đúng luật nghĩa vụ quân sự thực hiện các bước đăng ký thống kê và tổng hợp báo cáo đúng thời gian quy định Cấp quỹ chính quyền các cấp đã phát huy tốt vai trò của Hội đồng nghĩa vụ quân sự, nhất là cán bộ, ban chỉ huy quân sự phường, xã và các trưởng khóm, ấp trong việc nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Đồng thời xác định đúng các đối tượng tạm vắng và các đối tượng trong diện tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ theo điều 41 của luật nghĩa vụ quân sự. Tổ chức sơ tuyển ở phường xã, khám tuyển ở thành phố bảo đảm chặt chẽ nghiêm túc, lựa chọn được những công dân có đủ điều kiện cả về sức khỏe cũng như tiêu chuẩn chính trị để sẵn sàng nhập ngũ khi có lệnh. Hàng năm trước khi bước vào mùa tuyển quân, ban chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tham mưu cho hội đồng nghĩa vụ quân sự và chủ trì tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự, cán bộ chuyên trách làm công tác tuyển quân. Nhằm thống nhất về quan điểm, chủ trương, quy trình tuyển quân, rút kinh nghiệm công tác tuyển quân của những năm trước, đặc biệt là nội dung quy trình xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng và trong tuyển quân. Qua đó tạo cơ sở cho triển khai thực hiện công tác tuyển quân, bảo đảm dân chủ, công bằng, đúng luật. Để chuẩn bị tốt nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thực hiện đúng đủ các khâu, từng bước các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, trong đó trọng tâm là phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, cơ sở củng cố kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên sát giới chức trách nhiệm vụ của từng ngành. Bên cạnh tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt luật nghĩa vụ quân sự, ban chỉ huy quân sự các cấp đã làm tốt công tác đăng ký, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong diện tuổi sẵn sàng nhập ngũ tại địa phương đúng quy định của pháp luật ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan phối hợp chặt chẽ trong việc đăng ký quản lý phúc trà ra soát nguồn công dân trong đầu tuổi sẵn sàng nhập ngũ tại địa phương tuyệt đối không để nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ nằm ngoài danh sách quản lý tại địa phương cơ quan công an và quân sự phối hợp với các cơ quan có liên quan và các ấp tiến hành kiểm tra rà soát đối chiếu cụ thể tỉ mỉ từng công dân trong diện tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xét duyệt nghĩa vụ quân sự đối với việc quản lý thay đổi nơi cư trú công an phường xã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy quân sự phường xã ra soát danh sách đăng ký quản lý tại địa phương bắt buộc người đến làm thủ tục thay đổi nơi cư trú phải đến ban chỉ huy quân sự phường xã thực hiện việc đăng ký di chuyển nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định của pháp luật sau đó mới tiến hành làm thủ tục di chuyển nơi cư trú Đến thời điểm này, toàn thành phố Châu Đốc đã hoàn thành công tác xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 2 trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 cho 1.843 công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Qua các bước, có 185 công dân có đủ điều kiện nhập ngũ. Năm 2024, chỉ tiêu của thành phố là 122 thanh niên, trong đó 90 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 32 công dân nam thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Trong thời gian từ nay đến thời điểm phát lệnh gọi nhập ngũ, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tích cực tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Châu Đốc chỉ đạo các phường xã, đặc biệt coi trọng công tác xét duyệt, tuyển chọn, bảo đảm khách quan, dân chủ, minh bạch, đúng quy trình. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục luật nghĩa vụ quân sự với mọi tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt công tác quản lý, nắm nguồn sẵn sàng nhập ngũ. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, bố trí đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao để tổ chức sơ tuyển khám tuyển, quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024 với chất lượng cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, một khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy mạnh mẽ sẽ tạo thành động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển đổi mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó, thực hiện dân chủ ở cơ sở, đòi hỏi, đi vào thực chất, chiều sâu và hiệu quả. Những năm gần đây, mức độ người dân được biết, được bàn, được tham gia, được kiểm tra và giám sát ngày càng tăng. Nhiều chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan trực tiếp với nhân dân và địa phương đều được lấy ý kiến rộng rãi. Như thủ tục giải quyết các loại việc hành chính, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đai, các khoản quy động nhân dân đóng góp, thực hiện chỉnh trang đô thị, công trình phúc lợi xã hội ở địa bàn. Người dân còn được phát huy quyền làm chủ trực tiếp trong góp ý đối với tổ chức cá nhân lãnh đạo đảng, chính quyền thông qua hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân công an lắng nghe ý kiến nhân dân hội nghị tiếp xúc cử tri trước sau kỳ họp quốc hội hội đồng nhân dân các cấp công tác tiếp dân được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước qua tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân cán bộ lãnh đạo kịp thời nắm bắt xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết yêu cầu bức xúc chính đáng của nhân dân Năm 2023, toàn tỉnh tổ chức tiếp 8.027 lượt với 8.136 người, xử lý 2.570 đơn, chủ yếu về tranh chấp đất đai chính sách đền bù. Dân chủ ở cơ quan đơn vị được thể hiện thông qua Hội nghị cán bộ công chức người lao động, ban hành quy chế làm việc, quy chế phối hợp, thực hiện giữa cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan và tổ chức công đoàn quy chế chi tiêu nội bộ, quy trình đánh giá, đề bạc, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, chính sách nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, mua sắm tài sản đều công khai, minh bạch. Đầu năm, 100% cơ quan đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, 100% công đoàn cơ sở bầu thanh tra nhân dân theo quy định, việc thực hiện nội quy quy chế làm việc, quy chế dân chủ theo ngành, lĩnh vực quản lý được duy trì hiệu quả. Nhờ vậy tạo cơ sở pháp lý để cán bộ công chức viên chức phát huy quyền, quyền làm chủ của mình, cùng tham gia quản lý hoạt động của cơ quan đơn vị. Theo Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan đơn vị góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng chính quyền. Thủ trưởng cơ quan đơn vị nêu cao vai trò lãnh đạo, nói đi đôi với làm, chịu trách nhiệm trước công việc và quyết định của mình, phát huy trí tuệ tập thể lẫn từng cán bộ công chức viên chức, phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, đảm bảo cho sự phát triển của chính doanh nghiệp. Trong năm, 100% doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị người lao động, 80 cuộc đối thoại giữa người sử dụng lao động với ban chấp hành công đoàn, đoàn viên người lao động. Các hoạt động là dịp để người lao động đóng góp ý kiến trực tiếp cho doanh nghiệp. Ngược lại cũng là dịp để người sử dụng lao động trực tiếp công khai nội dung pháp luật quy định, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất từ người lao động. Hiện nay, 95% doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể. Chất lượng thỏa ước ngày càng được nâng lên từ nội dung đến hình thức, có lợi hơn cho người lao động, như thời gian làm việc 44 giờ trên tuần. Lao động nữ mang thai ở tháng thứ Bảy được nghỉ 60 phút trên ngày, tăng số ngày được nghỉ việc được hưởng nguyên lương, hỗ trợ tiền nhà trọ, tiền xăng, tiền chuyên cần, chế độ hiếu hỷ, chất lượng bữa ăn ca, khám sức khỏe, tham quan. Theo trưởng ban nhân dân tỉnh ủy, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh An Giang, Võ Nguyên Nam, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tác động tích cực đến công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tạo không khí phấn khởi trong hoạt động của cộng đồng dân cư khi tham gia phong trào chương trình mục tiêu quốc gia từ đó tăng cường củng cố niềm tin trong nhân dân, hạn chế hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Khi nâng chất quá trình thực hiện dân chủ ở cơ sở, tương ứng với lề lối, phương pháp, tác phong làm việc của cán bộ công chức viên chức được thay đổi, theo hướng đến gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Nhiều vụ bức xúc trong nhân dân được giải quyết tại chỗ, công tác hòa giải ở cơ sở ngày càng hiệu quả là minh chứng rõ nét cho điều này để hạn chế bệnh hình thức kém hiệu quả, thời gian tới tỉnh tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung nội quy, quy chế, quy định về dân chủ ở cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật, nâng cao vai trò trách nhiệm của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở. Cùng với đó tăng cường đối thoại giải quyết kịp thời bức xúc trong nhân dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là vụ việc phức tạp, tồn động kéo dài, tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan địa phương đơn vị với cán bộ, công chức chuyên chức và người lao động công đoàn tăng cường giám sát việc thực hiện chế độ chính sách gắn liền trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động tại doanh nghiệp chủ động ra soát bổ sung nội dung thỏa ước lao động tập thể nâng cao quyền lợi hợp pháp chính đáng của công nhân lao động Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án số 06 trên CB của chính phủ, mặc dù còn nhiều khó khăn, song với sự cố gắng nỗ lực đồng hành, giúp đỡ hỗ trợ của cấp ủy chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Thời gian qua, tổ công tác triển khai đề án 06 trên CB của phường đã tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp cấp kích hoạt tài khoản định danh điện tử nhằm phục vụ hiệu quả quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác cải cách hành chính. Trong năm 2023, Tổ công tác triển khai đề án 06 trên CB của phường đã triển khai thực hiện 10 nhóm đầu công việc theo đề án 06 đạt hiệu quả. Tình hình cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang các khóm gương mẫu đi đầu trong việc đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID mức 2 đạt tỷ lệ 100% các hội đoàn thể phường duy trì tốt công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa hết tầm quan trọng của đề án 06 đến giới nhân dân trên địa bàn toàn phường bằng nhiều hình thức như việc phối hợp với hội đoàn thể phường lồng ghép vào các cuộc hội nghị tuyên truyền, tuyên truyền giảng gia trên hệ thống loa truyền thanh phường, loa di động bằng xe gắn máy, đảm bảo duy trì công tác trực hướng dẫn người dân tạo tài khoản công trên cổng dịch vụ công quốc gia cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID khi người dân đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường. Công tác hướng dẫn hỗ trợ người dân đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2 theo kế hoạch và chỉ tiêu do Công an thành phố giao luôn được quan tâm thực hiện. Tổ công nghệ số cộng đồng 4 khóm công an khu vực phối hợp với các khóm thực hiện thường xuyên việc liên lạc với người dân đi đến từng hộ để hướng dẫn hỗ trợ kích hoạt mỗi ngày, kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Ngoài ra, Công an Phường, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Phường xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp số 10 ngày 31 tháng 3 năm 2023 về việc triển khai thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử, cấp căn cứ công dân gắn chip, làm sạch dữ liệu dân cư trên địa bàn Phường Vĩnh Quân. Qua đó, tổ chức các cuộc giảng gia theo phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà để tuyên truyền vận động hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thực hiện công tác đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn theo tiến độ đề ra của Ủy ban nhân dân thành phố, Công an phường phối hợp với các hội đoàn thể phường, tổ công nghệ số cộng đồng của bốn khóm và tổ hỗ trợ của Ủy ban nhân dân phường tổ chức các cuộc giảng gia đi đến từng hộ dân, điện thoại trực tiếp đến người dân để tuyên truyền hướng dẫn, vận động cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Kết quả tính đến thời điểm hiện tại, cụ thể đăng ký tài khoản mức 1, mức 2 đạt 5.848 trên 6.413 trường hợp, đạt tỷ lệ 91,19% theo chỉ tiêu công an thành phố Giao. Đã kích hoạt tài khoản mức 1, mức 2 được 5.449 trên 6.092 trường hợp, đạt tỷ lệ 89,45% theo chỉ tiêu công an thành phố Giao. Đồng thời, công an phường triển khai thực hiện nhiệm vụ cấp căn cước công dân, đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân và làm sạch dữ liệu dân cư. Kết quả đã hoàn thành nhiệm vụ cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử, đăng ký xác thực tài khoản định danh điện tử vẫn đang tiếp tục thực hiện. Công tác làm sạch dữ liệu dân cư luôn đảm bảo đúng đủ sạch sống, được ra soát thực hiện thường xuyên. Ngoài ra, công an phường triển khai thực hiện 5 nhóm dịch vụ công thiết yếu gồm đăng ký thường trú, tiếp nhận trực tuyến 960 hồ sơ, đăng ký tạm trú 9 trường hợp, thông báo lưu trú 1.115 trường hợp, đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy 284 hồ sơ. Tư pháp Hồ Tịch Phường triển khai thực hiện 5 nhóm dịch vụ công thiết yếu, gồm đăng ký khai sinh 108 trường hợp, khai tử 86 trường hợp, kết hôn 48 trường hợp, liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi 87 trường hợp, liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí cho 56 trường hợp. Mặc dù được thường xuyên quan tâm, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn bằng nhiều hình thức, tuy nhiên tỷ lệ sử dụng dịch vụ công thiết yếu chưa thực sự phổ biến nhiều trong nhân dân. Việc đăng ký xác thực tài khoản định danh điện tử trên địa bàn phường cơ bản đạt tiến độ đề ra nhưng vẫn còn một số ít người dân chưa tham gia. Do đa số người dân khi đến thực hiện làm các thủ tục hành chính đều là dân lao động, người lớn tuổi, trình độ công nghệ hạn chế, chưa biết sử dụng công nghệ hiện đại như là máy vi tính, điện thoại thông minh, internet nên không thể thực hiện thao tác trên hệ thống dịch vụ công mà chủ yếu là do cán bộ chuyên môn thực hiện, dẫn đến tiến độ hồ sơ được giải quyết không cao đồng thời sợ tốn kém các khoản phí và lệ phí dịch vụ nên rất ít người dân tham gia dịch vụ bưu chính công ích. Một bộ phận người dân chưa đăng ký được tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia và đăng ký xác thực tài khoản định danh điện tử VNEID là do không sử dụng điện thoại và yếu bỏ địa phương. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án 06 trên CB của phường Vĩnh Ngoan trong thời gian tới, Tổ công tác đề án 06 phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân doanh nghiệp về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các hội đoàn thể để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đề án 06 với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tất cả vì lợi ích đất nước của người dân. Công an phường phối hợp với tư pháp hộ tịch phường thực hiện ra soát đồng bộ dữ liệu khi có biến động, đảm bảo dữ liệu về dân cư luôn đúng, đủ, sạch và sống. thưa quý vị và các bạn chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin kính chào tạm biệt